đây là trận đấu giữa Moon Sister, Little Winter. Có lẽ là anh Cương và anh Đức tỷ số là 1-0 nhưng về đội chuyên môn và con đều ngắn cầu 2-1. Hút ba ba hai đều. Out 3-2. Còn chơi cái lưới ra đều. Trong sân 4-3. Qua lưới 5-3. Rồi quá 4-5. Chưa qua lưới 5 đều. Năm sáu bảy phải đều rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúc mừng chiến thắng.